Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện. Tập 94. Chương 931. Đi thôi, vị Ngọc Thanh Thánh Nhân này nói, tiếp dẫn đạo huynh hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, hắn hỏi không tốt ngươi liền không đáp, ngươi nếu có thể đáp, vậy thì đáp khá hơn một chút. Trong thiên địa này, tam hữu ta nói chuyện, cũng có chút tác dụng. Vâng, Lý Trường Thọ cung cung kính kính ứng tiếng, đi về phía trước hai bước, về tới vị trí vừa rồi. Đối thoại cùng với Thánh Nhân, thật sự, ma nhân. Nội hàm trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự có nhiều lắm, khi hiểu nó theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực, còn có sự khác biệt rất lớn. Những thánh nhân lão gia này, sao mỗi người lại có một tính cách như vậy? So ra mà nói, vẫn là Thái Thanh lão gia nhà mình dễ ở chung nhất, chỉ là ở chung hơi. Tốn thời gian, Lý Trường Thọ ấm giọng nói, tiếp dẫn sư thúc, ngài còn muốn hỏi gì nữa không? Tiếp dẫn thánh nhân đặt câu hỏi, vì sao ngươi muốn phá hư cơ duyên của phương Tây chúng ta, giết đệ tử của phương Tây chúng ta, đoạt bảo tháp của phương Tây chúng ta? Việc này, kỳ thật không có quan hệ với các vị sư huynh sư tỷ phía sau ta. Lý Trường Thọ thở dài, bọn họ đến đây trợ trận là bởi vì giao tình cùng với ta không thể liên lụy đến bọn họ. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo, Triệu Công Minh lập tức liền muốn mở miệng, lại bị Lý Trường Thọ làm thủ thế ổn định ở sau lưng. Lý Trường Thọ nói, tiếp dẫn sư thúc, ta xuất thân từ nhân giáo, được đại pháp sư sư huynh thưởng thức dẫn vào bên trong động xuất cung, lại được lão sư yêu thích truyền thụ cho ta Thái Thanh đại đạo. Nhưng ta còn có một cái thân phận, là chính thần thiên đình tam giai, là đặc sứ của Ngọc Đế bệ hạ. Sư thúc Tây Phương giáo, có đệ tử thánh nhân làm hại 3000 thế giới, tạo hưng hỏa thần quốc, gây ra ảnh hưởng rất nặng đối với sinh linh phàm trần, thiên đạo vận chuyển cũng chịu liên lụy. Luân hồi tháp nơi đây, tác dụng chính là để củng cố hương hỏa thần quốc. Ta phụng lệnh bệ hạ, lập liên minh tiên đạo phản hương hỏa thần quốc tại 3000 thế giới, vì vậy chuyện không thể quản, cũng không thể không quản, cho nên mới có tình hình như lúc này. Ta cho rằng, phàm là người giữ gìn hương hỏa thần quốc đều chính là quấy nhiễu thiên đạo, chính là địch của thiên đình. Nói xong, Lý Trường Thọ lẳng lặng mà đứng. Tiếp dẫn thánh nhân hỏi, sự tình luân hồi tháp nơi đây, người nào có thể giải thích cho trường canh? Lão sư, Địa Tạng đứng dậy, thấp giọng nói, đệ tử đã từng du lịch tại 3000 thế giới. Thấy 3000 thế giới cùng với hồng hoang thiên địa cách nhau rất xa, vô số hồn phách chưa thể đi đến địa phủ đã hóa thành u hồn. Cho nên đệ tử đề nghị xây luân hồi tháp này, tạo phúc cho thiên địa thương sinh. Tiếp dẫn nhẹ nhàng nâng tay, Địa Tạng hiểu ý, quay người nhìn về phía Lý Trường Thọ. Trong mắt hai người lấp lóe quang mang, xung quanh giống như có từng cơn gió lốc thổi qua, lại là đều ép phong thái của chúng đệ tử thánh nhân nơi đây xuống. Địa Tạng lạnh lùng bước về phía trước nửa. Địa Tạng quay đầu nhìn ra sau lưng mình, thân thể Đế Thính rút nhỏ hơn phân nửa, lúc này đang cắn lưng đạo bào của Địa Tạng, trong đáy lòng sốt ruột truyền âm. Đừng đi chủ nhân, ngươi không phải là đối thủ của Thủy Thần, lát nữa còn bị đẩy ra thế tội. Đây đã là cơ hội cuối cùng của ta. Địa Tạng truyền âm mắng trong đáy lòng, lúc này ta không đứng ra, còn trông cậy vào những người khác đứng ra hay sao? Một đám bọn họ nhìn thấy hướng công lao nhanh nhất, ngày bình thường chỉ biết lục đục với nhau. Lý Trường Thọ liếc nhìn Đế Thính, Đế Thính run rẩy hai lần, lập tức buông ra đạo bào của Địa Tạng, ủ rũ đi theo ở phía sau. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, Địa Tạng mỉm cười gật đầu. Địa Tạng nói, hương hỏa thần quốc cùng với luân hồi tháp mà đạo hữu nói tới, kỳ thật cũng không phải là một việc. Bần đạo không biết đạo hữu nghe được tin đồn như vậy ở đâu. Phương Tây chúng ta lập luân hồi tháp chính là vì thiên địa. Đạo hữu, ta xem xét một cách công bằng, nếu như không phải lập trường khác biệt, ta cũng nguyện pha trà đối ẩm với ngươi. Lý Trường Thọ đột nhiên nói như vậy, thừa dịp mắt Địa Tạng lộ ra vẻ suy tư, cướp lời nói đầu. Lý Trường Thọ nói, vậy đạo hữu có thể giải thích hay không, vì sao Phong Đô Thành bị tấn công vào lúc này? Địa Tạng nói, việc này bần đạo cũng không biết, địa phủ bị lệ quỷ quấy phá, tình hình như vậy trước đây dường như cũng đã từng phát sinh mấy lần. Lý Trường Thọ lại hỏi, nếu như thế, vì sao luân hồi tháp lại được xây ở chỗ này,
mà lúc ta chất vấn trước đây, đạo hữu cũng không những lời này. Trước đây thủy thần hùng hổ dọa người, chúng ta đều cho rằng đạo môn là vì rình mò cơ duyên của Tây Phương giáo chúng ta mà tới. Địa Tạng đảo ánh mắt qua những đệ tử đạo môn phía sau Lý Trường Thọ, nụ cười có một chút tự tin. Địa Tạng tiếp tục nói, ngược lại là, Trường Canh đạo hữu nghe nhìn lẫn lộn, lừa bịp thành nhân lão gia, làm nơi đây bộc phát đại chiến, hại mười mấy tính mạng giáo ta, lại nên tính như thế nào? Đạo hữu không cần đổi chủ đề, ta và ngươi chưa biện rõ ràng sự tình luân hồi tháp. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, lúc này lục đạo luân hồi bàn bị lệ hồn quấy phá, số lượng hồn phách nhân tộc phía trên huyết hải không rõ, luân hồi tháp đã xây thành, liền chỉ kém được thiên đạo tán thành. Đạo hữu hẳn là muốn nói cho ta biết, hết thảy những chuyện này đều là trùng hợp. Ngươi nói ta lừa bịp thánh nhân, đạo hữu là ngươi đang lừa gạt thánh nhân mới đúng. Địa Tạng khẽ cau mày, hai người hai mắt nhìn nhau, chiến ý càng vượng. Tâm niệm của Địa Tạng cấp tốc vận chuyển, mắng trả lại, đạo hữu, ngươi có bằng chứng là Tây Phương giáo chúng ta phóng những hồn phách này không? Lý Trường Thọ trầm mặc. Tiếp dẫn vừa đến, Địa Tạng đây là kích hoạt lên thuộc tính ẩn tàng. Xác thực khó đối phó hơn rất nhiều so với trước đây. Thái Ất chân nhân cười xì một tiếng, vị Địa Tạng đạo hữu này, há mồm là hai chữ bằng chứng. Vậy ngày hôm nay bần đạo nấu tọa kỵ của ngươi, chỉ cần xử lý sạch sẽ tọa kỵ của ngươi, không để lại bằng chứng liền có thể phủ nhận chuyện này. Đế Thính nghe vậy run rẩy mấy lần, ánh mắt tràn đầy khao khát được sống sót. Tây Phương giáo lập tức có lão đạo lên tiếng, Địa Tạng sư đệ nói không sai, các ngươi chứng minh như thế nào, những hồn phách này là phương Tây chúng ta phóng ra. Địa Tạng chau mày, dưới đáy mắt xẹt qua một chút phiền chán, nhưng cũng không có biểu thị gì. Đa Bảo đạo nhân thở dài, nếu tiếp tục luận như vậy, còn không bằng để Công Minh sư đệ ra tay. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, vậy hôm nay bần đạo sẽ phải nằm xuống. Một nửa đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo lập tức như lâm đại địch. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trên mở miệng một lần nữa, tiếp dẫn đạo huynh, đừng có để đệ tử ngươi hung hăng càn quấy. Bây giờ cho dù là thiên cơ bị khóa, ta và ngươi vi phạm ý thiên đạo thôi diễn một phen, còn không biết đã xảy ra chuyện gì sao. Chương 932. Tiếp dẫn đạo nhân nói, đạo huynh, ta và ngươi ngày hôm nay đã hiện thân, chính là vì để giải quyết việc này. Đã biện không ra cái gì, phương Tây chúng ta nguyện cùng chấp trưởng luân hồi tháp cùng với thiên đình, đưa hồn phách phía trên huyết hải vào luân hồi, thấy thế nào? Sư thúc, Lý Trường Thọ đột nhiên ngẩng đầu, ta có bằng chứng. Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ lại cúi đầu tránh đi ánh mắt của đối phương, vái chào. Ta đột nhiên lên tiếng, có chỗ mạo phạm sư thúc còn xin rộng lòng tha thứ. Ta có bằng chứng, hơn nữa bằng chứng chính là ở đây. Trường Canh nói đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười đến híp cả mắt. Ánh mắt vị đạo sĩ trung niên này nhìn Lý Trường Thọ lúc này, càng nhìn càng thích. Lý Trường Thọ khẽ hít một hơi, lấy ra 8 khối ngọc phù trong ngực, xếp thành hàng ngang trước mặt, một cỗ mây mù tràn ra, ngưng tụ thành bản đồ rút gọn 3.000 thế giới và ngũ bộ châu. Ánh đỏ lấp lóe trên đó, chính là hương hỏa thần quốc Tây Phương giáo đã dựng lên ở bên trong 3.000 thế giới. Ánh xanh lấp lóe trên đó, là nơi Tây Phương giáo chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đang tiến hành xây dựng hương hỏa thần quốc. Bằng chứng thứ nhất của ta, chính là kéo những phàm nhân phía trên huyết hải đến phía trước địa phủ Vọng Hương Đài, hiện ra quê nhà của bọn họ, xem thử phải chăng là tới từ những hương hỏa thần quốc này. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, Địa Tạng chau mày. Có chá, lời này nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng trong đó tất có lừa dối, chỉ là nơi nào có lừa dối, Địa Tạng cũng tạm thời nghĩ không ra. Lý Trường Thọ lại nói, bằng chứng thứ hai, ta đã từng đánh dấu hồn phách của hơn 3.000 lão giả phàm nhân hấp hối và sắp lìa đời, mời các vị xem. Lý Trường Thọ chỉ vào bản đồ một chút, nơi đó đang lóe ra quang hoa 7 màu, trước đây những hồn phách này cũng không tới địa phủ báo danh, nhưng lúc này, lại ở phía trên. Huyết hải, Tây Phương giáo, các ngươi biện hộ như thế nào? Tây Phương giáo im lặng thành một mảnh. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, khóe miệng xẹt qua nụ cười thản nhiên. Nhìn chăm chú vào bóng lưng vô cùng thẳng tắp của Lý Trường Thọ vào giờ phút này, năm tháng trong mắt là ôn hòa, đáy lòng cũng là một mảnh trời nắng. Lúc này, Địa Tạng ở trước mặt Lý Trường Thọ như là bắt được trọng điểm, linh quang lóe lên trong đáy lòng, lập tức mở miệng, hai cái bằng chứng này của thủy thần, là chúng ta làm thì thế nào? Ở dưới chân tiếp dẫn, một lão đạo thở dài, thủy thần,
chúng ta chỉ là tạm giữ những hồn phách này, cung cấp hương hỏa công đức cho họ, cũng là điều tốt cho họ. Nhưng bần đạo cần nhắc nhở thủy thần một điều, tám thành hồn phách nơi đây, ngắn nhất đều đã tồn lưu vượt qua mấy trăm năm. Bọn họ thiếu đi hương hỏa công đức, 7 ngày sau liền sẽ tự thân vỡ vụn, chân linh cũng sẽ quy về hư vô. Lão sư nhà ta đã nói, nguyện chấp trưởng luân hồi tháp cùng với thiên đình, thủy thần vì sao còn muốn ép bức? Ha ha ha, Địa Tạng đột nhiên ngửa đầu cười to, ha 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 ha. Lão đạo nói chuyện kia trong mày, Địa Tạng sư đệ. Hắn đang lừa dối, thủy thần hắn đang lừa các ngươi. Địa Tạng bỗng nhiên quay người, chỉ một ngón tay vào lão đạo kia, không nhịn được chửi ầm lên, những hồn phách tới phía trước vọng hương đài. Hắn có thể nhìn ra cảnh cố hương của hồn phách, nhưng có thể biết cảnh cố hương đó là ở nơi nào. Bọn họ chỉ là phàm nhân, cả một đời cũng không đi được 1000 dặm. Thủy thần chỉ mới tu hành được mấy trăm năm, hắn đi 3000 thế giới bất quá chỉ là sự tình trong 10 mấy 20 năm gần đây, có thể đi nơi nào, có thể làm chuyện gì. Các ngươi, cả bàn đều thua, cả bàn đều thua. Lão đạo kia cau mày nói, Địa Tạng sư đệ, từ trước đến nay thủy thần làm việc chu toàn, đừng có dáng chống đỡ, ném đi ra mặt của lão sư chúng ta. Không ít đệ tử Tây Phương giáo nhìn về phía Địa Tạng, sắc mặt đều có một chút bất thiện. Địa Tạng cười khổ lắc đầu, vái chào đối với Tiếp Dẫn chẳng biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại, nói, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Sau đó quay người, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ vào giờ phút này mang theo nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói, thủy thần, phương Tây chúng ta chỉ là muốn cầm trở về một ít khí vận, là muốn kiếm nhiều thêm một ít thẻ đánh bạc. Đại kiếp rơi xuống, bên trong giáo có không ít người luống cuống tâm thần, suy nghĩ tích lũy nhiều một chút công đức, cho nên ủ thành thảm kịch phàm trần. Việc này giáo ta sẽ kiểm chứng cẩn thận, cho thiên đình một câu trả lời hợp lý. Lần trước hậu thổ nương nương bị thất tình vây khốn, Tây Phương giáo đã từng mượn lực lượng hương hỏa thần quốc, hội tụ ý niệm chúng sinh, trợ giúp đại đức hậu thổ tìm về bản thân. Còn xin lúc thủy thần đối đãi với Tây Phương giáo chúng ta, ít một chút lập trường đạo môn, nhiều thêm mấy phần công chính. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, biết chuyện hôm nay đã là phe mình thắng. Thái Ất chân nhân cười nói, Địa Tạng đạo hữu cũng là rất không dễ dàng. Địa Tạng xoay người, có một chút hiu quạnh đi tới bên rìa chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, thần quang trong mắt dần dần lui bước. Đây là một lần cách chiến thắng gần nhất mà thôi. Vị lão đạo vừa rồi đưa ra trợ công kia, vào giờ phút này cũng coi như đã lấy lại tinh thần. Nhưng là người tu đạo lâu năm, đều chú ý đến da mặt, nhất là vừa mới rồi bị Địa Tạng chỉ vào cái mũi mắng, lúc này làm sao nuốt trôi khẩu khí này. Lão đạo này tiến về phía trước nửa bước, quay người vái chào đối với Tiếp Dẫn thánh nhân, mở miệng nói, lão sư, Địa Tạng sư đệ không khỏi quá mức. Đủ rồi, Tiếp Dẫn lạnh nhạt nói. Trong mắt lão đạo kia không cam lòng, cảm thụ được mấy đạo ánh mắt xung quanh, những ánh mắt này phảng phất như là đang chế nhạo, y lại thấp giọng nói, lão sư, đệ tử một lòng vì phương Tây đại hưng. Bốp, một cái tát vang dội, tay áo của Tiếp Dẫn phất lên, thân hình lão đạo này bay ngang ra ngoài, đụng vào trên luân hồi tháp, chật vật ngã xuống đất. Tiếp Dẫn chậm rãi thở dài, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói, thiên đình thật sự muốn tháp này. Ngụ ý, chính là muốn trả lại vốn cho phương Tây. Lý Trường Thọ nói, mặc dù không biết cụ thể đại kiếp như thế nào, nhưng ở bên trong đại kiếp sau đó, ta có thể làm chủ, cho người Tây Phương giáo bỏ mình 6 danh ngạch phụ thần ngũ giai, cứu lại nguyên thần. Sở dĩ là 6 danh ngạch, là bởi vì nguyên thần bị giết nơi đây chính là 6 vị đệ tử thánh nhân. Nhưng đến lúc đó muốn cứu ai, sẽ do Ngọc Đế bệ hạ quyết định. Một người Tây Phương giáo nói, đây bất quá chỉ là bù đắp tội lỗi của ngươi ngày hôm nay. Lý Trường Thọ lại nói, trước đây ta nhặt được một chiếc bảo kỳ, nguyện lấy lá sen hỗn độn thanh liên hóa thành bảo kỳ này, trao đổi viên Định Hải Thần Châu kia. Tiếp Dẫn khẽ lắc đầu, cong ngón tay búng ra, khỏa Định Hải Thần Châu kia rơi vào trước mặt Triệu Công Minh, vật quy nguyên chủ. Triệu Công Minh vái chào, dùng tiên lực đẩy thanh liên bảo sắc kỳ đi ra, Lý Trường Thọ nửa đường để đồ lão đại thu hồi âm dương nhị khí trên nó. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 933. Lý Trường Thọ lại nói, nếu như thế, thiên đình nguyện sử dụng công đức, bảo tài, đổi tòa luân hồi tháp này. Công đức,
Bảo tài này có bao nhiêu, cần Ngọc Đế bệ hạ quyết định, nhưng ta hứa hẹn, tuyệt đối có thể tương đương với giá trị của tòa luân hồi tháp này. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười nói, nơi đây giao cho bọn hắn xử trí là được. Đạo huynh, ta và ngươi không bằng đi vào bên trong hỗn độn hải khuyên hai người bọn hắn một chút. Được. Hình bóng hai vị thánh nhân theo lời nói này, thong thả biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào bên trong hỗn, độn hải khuyên can. Vào giờ phút này Lý Trường Thọ mới thở phào một hơi, quay đầu lộ ra mấy phần mỉm cười đối với Vân Tiêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hết thảy đều không cần nói. Ngươi dám. Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên quát nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành ánh vàng bay thẳng đến luân hồi tháp. Mà ở chỗ luân hồi tháp, lão đạo vừa mới bị thánh nhân tay tát, rơi ở dưới đáy bảo tháp, khí xám vờn quanh mi tâm, ra sức đập một chưởng vào dưới đáy bảo tháp. Lên tiếng mắng, bần đạo coi như hủy tòa bảo tháp tự tay luyện chế này, cũng tuyệt đối không để cho đạo môn các ngươi chiếm tiện nghi. Oanh! Cái bệ bảo tháp rung động, viên bảo châu trên tầng cao nhất, lại ở dưới sự bảo vệ của cấm chế dày đặc, có một chút quỷ dị trực tiếp phá toái. Lúc Lý Trường Thọ quay người, nhìn thấy bất quá chỉ là kiếm quang Kim Linh Thánh Mẫu đánh ra, các cao thủ Tây Phương giáo ra tay ngăn cản quang ảnh, cùng với một chút khí xám chưa tiêu tán trên cái trán của lão đạo kia. Kiếp vận đại kiếp, thiên đạo, vì sao lại đến mức này? Dưới huyết hải, mấy đạo lưu quang xuyên tới xuyên lui, ép từng đầu hung thú huyết hải thành bụi phấn. Một số lớn tu la tộc tụ tập tại các nơi, nhìn ra bên ngoài huyết hải, lúc này cũng không dám thò đầu ra phía ngoài. Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, khí tức của năm vị cao thủ uy áp toàn bộ huyết hải. Phàm là phát hiện có cao thủ tu la tộc tới gần, tất cả đều quát lui, hoặc là trực tiếp đánh giết. Ở rìa huyết hải, Lý Trường Thọ xếp bằng ở bên trên một đám mây, một chút phiền muộn, một chút lo lắng. Trước mặt hắn là một tòa bảo tháp cao 3 trượng, bảo tháp vẫn là 360 tầng, nhưng vào giờ phút này đã ảm đạm vô quang, cái bệ xuất hiện đạo đạo khe hở. Dưới người là từng mảng lớn hư ảnh như tơ liễu ngày xuân, mờ mịt luống cuống, đánh mất linh quang, chỉ còn không đủ 7 ngày. Phải nói, bọn họ so với tơ liễu còn muốn yếu ớt hơn. Đúng như lời nói của lão đạo Tây Phương giáo chết mất tâm, mất trí kia, hồn phách ở nơi này, trọn vẹn tám thành đều không sống qua nổi 7 ngày. Mà bởi vì kéo dài nhiều năm, chân linh nếu như không có lực lượng sinh linh tẩm bổ, cũng sắp vỡ nát. Luân hồi là đường sống duy nhất của bọn họ. Lúc này, con đường này bày ở trước mặt Lý Trường Thọ cũng đã chặt đứt hơn phân nửa. Cũng may huyết hải tuy là ô tuyền hợp lại, nhưng lực lượng chọc khí đều có xu thế chìm xuống phía dưới, vào giờ phút này cũng không có quá nhiều nguy hại đối với hồn phách. Vì sao không trực tiếp đầu nhập bọn họ vào lục đạo luân hồi? Lục đạo luân hồi cũng không phải là ném hồn phách vào luân hồi bàn một cách đơn giản. Lục đạo luân hồi bàn, sinh tử bộ, phán quan bút, đây là một bộ hệ thống luân hồi đầy đủ, hồn phách đều phải đi trên đó một lần mới có thể luân hồi. Cứ như vậy, thủy chung là vẫn có hạn mức xử lý cao nhất. Vô luận, suy tính như thế nào, lục đạo luân hồi bàn triển khai toàn bộ uy năng cũng chỉ có thể luân hồi chuyển thế một thành hồn phách nơi đây. Còn nữa, lúc này lục đạo luân hồi bàn cũng đã bị chặn lại. Nhưng luân hồi tháp có một chút khác biệt, nó bởi vì có 360 tầng, không có sinh tử bộ hạn chế. Mỗi một tầng đều có thể làm nhất đạo để dùng, nơi điểm rơi chuyển sinh chính là hương hỏa thần quốc các nơi. Phương Tây nếu khống chế luân hồi tháp, nhập vào hệ thống luân hồi thì tương đương với khống chế hoàn toàn những hương hỏa thần quốc kia, giam cầm sinh linh, biến sinh linh thành pháp khí công đức. Bây giờ, mưu tính của Tây Phương giáo đã tan vỡ. Lý Trường Thọ vốn đã đại biểu thiên đình nói xong điều kiện với tiếp dẫn thánh nhân Tây Phương giáo. Nhưng không nghĩ tới, một lão đạo thiểu năng liền có thể làm trận tranh đấu này đều trở thành bên thua. Cũng lại một lần nữa chứng minh, điều mà Lý Trường Thọ vẫn luôn kiêng kỵ, quả nhiên tồn tại. Coi như là đến vị trí này, Hồng Hoang vẫn vô cùng hung hiểm như cũ. Tiện thể nhắc tới, lúc ấy Kim Linh Thánh Mẫu nén giận ra tay, lại chỉ là chém lão đạo kia, non nửa nguyên thần của lão đạo được Tây Phương giáo cứu đi. Nhưng kết cục của tên gia hỏa này hẳn là sẽ vô cùng thê thảm. Luân hồi tháp là Tây Phương giáo bỏ công sức xây dựng, những hồn phách này là do Tây Phương giáo tinh kế, lại đều là nhân tộc nhân vật chính trong thiên địa bây giờ. Hồn phách nơi đây có một cái tính một cái, chỉ cần tiêu tán, liền sẽ trở thành một phần nghiệp chướng của phương Tây. Tây Phương giáo đã sớm nhập kiếp,
ngày hôm nay bất quá là thiên đạo thuận nước đẩy thuyền tính kế phương Tây, phàm là người phương Tây xuất hiện ngày hôm nay đều phải thừa nhận phần nghiệp chướng này. Nhiều sinh linh như vậy, nhiều hồn phách nhân tộc như vậy, cũng không biết thập nhị phẩm kim liên kia phải chăng chịu được. Chỉ là thiên đạo vô tình, vạn vật hóa sinh. Nhiều hồn phách nhân tộc như vậy đều có thể bị tùy ý xem như ngòi nổ đẩy Tây Phương giáo nhập kiếp. Trong đáy lòng khẽ nói, quả nhiên là thiếu cân bằng. Mở ra không minh đạo tâm, tiến vào thời khắc hiền giả, một chút đạo vận lượn vòng quanh người Lý Trường Thọ, ngồi ở kia lẳng lặng suy tư. Đề tài này thật sự nan giải. Một vệt bóng trắng bay tới từ bên cạnh, váy, tóc dài có một chút phất phới, đã rơi vào phía sau Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ hỏi, người phương Tây đâu? Vân Tiêu nói khẽ, đều đã rời khỏi U Minh, nói là trở về Linh Sơn nghĩ đối sách, nhưng cũng không cần trông cậy vào bọn họ. Bọn người kia, Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, không ứng kiếp, thiên lý nan dung. Mấy vị thánh nhân lão gia hẳn là đã rời đi. Vân Tiêu tiên tử nói, sư tôn bọn họ cũng không muốn trực tiếp chống lại cùng với thiên đạo. Lý Trường Thọ đưa tay lau mặt, ngồi ở kia rơi vào suy tư. Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ấn vào trên vai Lý Trường Thọ, đừng có quá miễn cưỡng bản thân, nhân lực là có lúc hết. Trên đời cũng có thật nhiều sự tình mà thánh nhân cũng đều không có cách nào làm được. Chờ Thái Ất sư huynh trở lại hãng nói đi. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, không gian bên cạnh xuất hiện một chút làn sóng, hai thân ảnh bay ra từ bên trong làn sóng. Thái Ất chân nhân đã đổi một thân đạo bào màu phấn nhạt, cả người càng lộ ra vẻ chói mắt. Chương 934. Vân Trung Tử bước nhanh mà đến từ phía sau, khi vị kim tiên phúc nguyên này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân thể cũng là chấn động. Ai, vì sao phương Tây lại phạm ác nghiệt như vậy? Sư huynh. Lý Trường Thọ đứng dậy vái chào, sư huynh sở trường về con đường luyện khí, còn xin sư huynh nhìn xem luân hồi tháp này còn có thể chữa trị hay không. Vân Trung Tử vái chào hoàn lễ, bước hai bước đến phụ cận, ngồi ở phía trước tháp cẩn thận châm trước. Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng dạo bước mà đến, hiếm khi đứng đắn một lần, ra vẻ thoải mái mà hỏi, trường canh ngươi dự định xử trí như thế nào? Những hồn phách nơi này đều có thể là nghiệp chướng của Tây Phương giáo, đợi sau khi thương nghị phong thần, đại kiếp hạ xuống, phương Tây xác định sẽ phải hao tổn hơn phân nửa. Lý Trường Thọ nhếch miệng, ngồi ở kia tiếp tục trầm tư. Thái Ất chân nhân nói, ngươi lúc này không hề làm gì, cũng sẽ không có người trách ngươi. Thậm chí, ngươi đã lập được đại công vì đạo môn. Huống chi, chúng ta lại có thể làm cái gì? Những hồn phách này đã vô cùng yếu ớt, ta vừa mới dùng công đức thử nghiệm, coi như là thiên đạo công đức nhu hòa nhất, bọn họ cũng không chịu nổi một tia, lúc này giống như tơ liễu vậy, trừ khi lại làm cho bọn họ luân hồi, chứ muốn cứu bọn họ là không còn cách nào khác, cân nhắc của Tây Phương giáo ở phương diện này, ngược lại là rất toàn diện. Lý Trường Thọ nói, nhưng cũng vẫn tốt hơn là không hề làm gì. Vân Trung Tử nói, khí linh của bảo tháp này bị hủy, xung quanh có tổng cộng 326.000 cấm chế, vẻn vẹn chỉ là mò đến những cấm chế này, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt lông mày, thấp giọng nói, làm phiền sư huynh lại nghĩ một chút biện pháp. Thiện. Vân Trung Tử đáp ứng một tiếng, cái trán thả ra từng tia ánh vàng, bao lại tòa bảo tháp này. Lý Trường Thọ quay đầu hỏi, ở phía Tây Phương giáo có ai nguyện ý tới không? Thái Ất chân nhân mắng, còn trông cậy vào bọn họ sao? Hiện tại bọn người kia nhất định là đang suy nghĩ nên thoát trách nhiệm như thế nào. Tây Phương giáo không đáng tin cậy. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, bọn họ vốn cũng không có để ý đối với thương sinh vạn vật. Đừng có quên hương hỏa thần quốc. Ý nghĩ bọn họ rất đơn giản, cho dù nghiệp chướng lại nhiều, chia ra gánh vác cũng sẽ không có bao nhiêu, từng người dùng hương hỏa công đức liền có thể nhanh chóng thanh tẩy sạch. Một tiếng nói thanh lãnh vang lên, liền nên đại khai sát giới. Trong lời nói, ngũ sắc thần quang nở rộ từ chân trời, thân hình Khổng Tuyên vọt tới cực nhanh, lại ở trong một cái chớp mắt hóa giải. Thế song của chính mình chậm rãi rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Khí vận của thương bộ tộc còn chưa đủ, Khổng Tuyên nói, bên kia cũng khó giúp được gì. Bầu không khí lập tức càng bị đè nén hơn một chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi xuống tiếp tục suy tư. Cứu, tương đương với giúp phương Tây, nhưng chỗ khó càng ở chỗ nên cứu như thế nào. Hồn phách nơi đây đã yếu ớt đến mức không chịu được dày vò,
Vừa rồi Đa Bảo đạo nhân thử thu hồn phách vào bên trong pháp bảo uẩn dưỡng nguyên thần, cũng đều có ba thành trực tiếp vẫn lạc. Vân Tiêu mím môi, nếu dùng lực lượng hồn phách bảo hộ chân linh, lấy chân linh chuyển thế. Cũng không đúng, lúc này bọn họ bị hao tổn chính là chân linh. Khổng Tuyên lạnh nhạt nói, vào lúc Tây Phương giáo tính kế việc này, tất nhiên chỉ để lại con đường chuyển thế này. Chúng ta chỉ có 7 ngày. Lý Trường Thọ vuốt vuốt lông mày, mời các vị sư huynh sư tỷ lại cùng nhau thương lượng một phen. Ngôn ngữ rơi xuống, vòng cỏ trên tay Lý Trường Thọ truyền ra một tiếng khẽ than thở, một cái bóng mờ chậm rãi ngưng tụ thành, dọa cho Thái Ất chân nhân suýt nữa nhảy ra ngoài. Hư ảnh này nhìn như thiếu nữ, tóc dài, người mặc đạo bào lam nhạt, vừa mới hiện thân liền đứng không vững, có xu hướng ngã xuống, tất nhiên là Tiểu Khổ. Trong mắt nàng lấp lóe lệ quang, buồn bã nói, ta quá thảm rồi. Rõ ràng có 7 người, lại để ta truyền lời. Các vị, giọng nói của Tiểu Khổ đột nhiên biến hóa, trở nên chững chạc hơn rất nhiều, tất nhiên là hậu thổ nương nương mượn miệng Tiểu Khổ, bắt đầu trao đổi cùng với bọn hắn. Có thượng sách không? Lý Trường Thọ không khỏi im lặng, cúi đầu không nói. Tiểu Khổ khe khẽ thở dài, quay người ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp hồn phách nhân tộc phía trên huyết hải, nước bên trong hốc mắt vẫn là chảy xuống hai giọt. Nhưng Tiểu Khổ cũng không mở miệng nhiều lời, chỉ là khẽ thở dài nói, hai ngày sau lục đạo luân hồi bàn sẽ đưa ra khe hở, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu đi. Trường Canh đừng có khó xử, ngươi đã làm rất nhiều chuyện. Nói xong, Tiểu Khổ quay người khẽ khom người đối với Lý Trường Thọ, bay trở về vòng cỏ. Lý Trường Thọ vội vàng hoàn lễ, trong đáy lòng cũng biết, nương nương cũng không muốn tạo áp lực cho bọn hắn. Thái Ất chân nhân lại hỏi, ba vị lão sư có ý tứ gì? Vân Tiêu đáp, sư tôn không phải là thánh thấy chết không cứu, thấy chúng sinh khó khăn mà nhìn như không thấy, nếu chúng ta muốn ra tay, tự nhiên có thể ra tay. Sư huynh, gọi tất cả mọi người tới thương nghị một phen đi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút linh quang hiện lên, nhưng linh quang này trôi qua quá nhanh, chưa thể bắt được. Không bao lâu, đạo đạo lưu quang bay trở về, chín tiên bọn họ cộng thêm Vân Trung Tử vừa mới mời đến, cùng nhau thương nghị sự tình lúc này. Mà khi bọn họ thương nghị nửa ngày, lại cho ra lời nói mà Lý Trường Thọ nói trước đây. Nỗ lực hết sức. Tại Linh Sơn, trong tầng tầng đại trận, ở góc có một chút lẻ loi trơ trọi kia. Địa, tạng xếp bằng ở phía dưới tàng cây, đế thính bên người dùng đuôi dài và thân thể che lấp thân ảnh địa tạng. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ có từng mảnh lá rụng trượt xuống. Cây này đang dần dần khô héo. Bên cạnh linh trì nơi xa, một đám đệ tử Tây Phương giáo tình cảnh bi thảm, bắt đầu từ nửa canh giờ trước. Đệ tử ngày bình thường thân cận cùng với vị lão đạo thạch nhạc trí kia, vào giờ phút này lại là mắng lão đạo này hung nhất. Bọn họ tự nhiên cũng đang suy tư đối sách, nhưng từng người nói chỉ là ác quả của việc này, liền không có tiếng vang. Chúng ta tự có hương hỏa công đức che chở bản thân, kỳ thật không cần lo lắng nhiều. Có lão đạo nói như vậy, sắc mặt của hơn phân nửa lão đạo đều hòa hoãn hơn một chút. Địa tạng cúi đầu nhìn chàng hạt trong tay, thoáng có một chút xuất thần. Đế thính truyền âm thầm nói, chủ nhân đừng suy nghĩ, đại thánh nhân lão gia là đứng ở phía ngươi, như vậy là đã đủ. Về sau sống yên ổn tu hành, Tây Phương giáo coi như tổn binh hao tướng ở bên trong đại kiếp, chủ nhân cũng có thể sống. Khi nào thì biến thành như vậy? Địa tạng tự lẩm bẩm. Một mảnh lá rụng rơi vào lòng bàn tay gã, làm trong mắt địa tạng nhiều hơn mấy phần ba động. Dựa vào cái gì đạo môn là nhân vật chính thiên địa, phương Tây chúng ta chỉ là vai phụ. Lão sư, đệ tử nhất định phải làm phương Tây đại hưng. Đạo môn bọn họ khinh thường kinh doanh tại 3.000 thế giới, nhưng chúng ta đi cắm rễ, phát triển tín đồ, tự nhiên có thể nhờ vào đó ngưng hương hỏa công đức, càng có thể có công giáo hóa nhân tộc. Nhị lão sư, mọi thứ lưu lại một sợi dây, chúng ta trực tiếp dùng hương hỏa thần quốc khống chế toàn bộ đại thiên thế giới, chuyện này không hợp cùng với thiên đạo. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 935. Đế thính, lần này bên trên huyết hải có bao nhiêu sinh linh? Ta cũng vô pháp tính toán kỹ càng, chuyện như vậy mưu tính quá lâu, những hồn phách này tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng. Đế thính truyền âm nói, đại khái tương đương với tổng cộng nhân tộc hiện hữu trong 60 cái đại thiên thế giới. 60 cái, địa tạng chậm rãi nắm quyền, lá khô trong tay bị bóp nát. Đế thính nói,
Chủ nhân yên tâm đi, thánh nhân lão gia nhất định sẽ không bỏ mặc việc này. Vừa rồi rõ ràng là thiên đạo ra tay, hai vị lão sư nếu như trực tiếp can thiệp, liền sẽ bị xem như giằng co cùng với thiên đạo. Lão sư ra tay, đại khái là củng cố thập nhị phẩm kim liên. Thánh nhân cũng đều không quản được, chủ nhân ngươi lại có thể thế nào? À, Địa Tạng ngừng nói, có một chút chán nản thở dài, hai tay vịn cái chán, cúi đầu trầm mặc không nói. Biểu tình của gã, cùng với Lý Trường Thọ phía trên huyết hải vào giờ phút này, không có sai biệt. Chỉ chốc lát trước, Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh nói, Trường Canh, ta biết trong lòng ngươi, không đành lòng, nhưng tốt hơn là không nên làm điều này. Đúng như lời ngươi nói, nỗ lực hết sức liền có thể không thẹn với lương tâm, không cần miễn cưỡng chính mình như thế. Đây là biến số, khó có thể chu toàn. Vân Trung Tử Sư Huynh cũng đã nói, Bảo Châu kia vỡ nát một cách quỷ dị, cấm chế xung quanh cũng không bị phá hư, hết lần này tới lần khác luân hồi Bảo Châu tự vỡ nát. Vấn đề này nên nói cẩn thận. Các vị, Lý Trường Thọ cúi đầu đỡ cái trán, hai ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn vào mi tâm. À, hai tiếng than nhẹ, truyền ra ở phía trên huyết hải, ở phía dưới tảng cây linh sơn. Sau đó chính là trầm mặc lâu dài. Trầm mặc là bởi vì suy tư. Suy tư là bởi vì chính mình không muốn nước chảy bèo trôi, không muốn tin tưởng kia cái gọi là mệnh số thiên định. Ta có thể làm gì? Lý Trường Thọ như là hỏi, Địa Tạng như là tìm. Trên linh sơn, Đế Thính nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, như là đang xua đuổi mấy con muỗi xung quanh, cũng giống là đang ra hiệu các lão đạo bên cạnh linh chỉ không được qua đây làm phiền. Trên huyết hải, Vân Tiêu khẽ than thở một tiếng, thấp giọng nói, Đại sư huynh, làm phiền sư huynh đi vào trong phong đô thành trước, nhanh chóng đưa những lệ hồn bị trấn áp ra khỏi lục đạo luân hồi bàn. Thiện, Đa Bảo đáp ứng một tiếng, cùng với Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng nhau hóa thành lưu quang, bắn nhanh về hướng phong đô thành. Vân Tiêu lại nói, ta tiếp tục chờ đợi ở chỗ này, làm phiền các vị lại đi vào trong huyết hải, đừng có để cho hung thú huyết hải tai họa sinh linh. Khổng Tuyên chắp tay một cái, truyền âm nói, không cần phải lo lắng, ngươi chiếu cố tốt Trường Canh là được. Hắn xuất thân từ nhân tộc, cũng chưa từng thấy thảm trạng lúc đại kiếp phủ xuống sinh linh, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng một màn này. Ừm, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu lo lắng. Lưu Quang nối tiếp Lưu Quang, đám người tụ ở chỗ này thảo luận không có kết quả phân tán một lần nữa, từng người bận rộn, làm một chút sự tình đủ khả năng. Nửa ngày sau, bầu trời U Minh giới phảng phất như càng trở nên thấp bé, phía trên huyết hải một mảnh tĩnh lặng, hồn phách đơn độc bơ vơ lang thang một cách chết lặng, giống như muốn bao phủ huyết hải. Lý Trường Thọ chậm rãi thở phào một hơi, mê mang và do dự trong mắt đều lui bước, lẩm bẩm nói, ta vẫn có thể làm gì đó. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, có thể thương lượng với ta không? Vẫn chỉ là một ít ý nghĩ, ta không xác định được mình liệu có thể làm được không. Lý Trường Thọ đứng dậy, bất kể như thế nào, dù sao cũng tốt hơn so với chờ ở đây, chờ càng lâu, thời gian còn lại cũng liền càng ít. Ta đi đến Hỏa Vân Động một chuyến, trong vòng một canh giờ sẽ trở về. Một canh giờ sau, làm phiền ngươi gọi mấy người sư huynh trở về, ta phải thương lượng một kiện đại sự. Ừm, trên khóe miệng của Vân Tiêu mang theo nụ cười thản nhiên, chớ để đạo tâm hối hận. Nhất định, thân hình của Lý Trường Thọ bị thái cực, đồ bao trùm, trực tiếp nhảy vào không gian bên ngoài, từ U Minh giới phóng tới Ngũ Bộ Châu. Sau nửa canh giờ, ở phía trước Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ vội vàng đi vào. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ cùng với một tráng hán dáng người khôi ngô, mặc đồ ngư dân bước nhanh mà ra. Lý Trường Thọ dựa vào thái cực đồ mở ra cánh cửa hư không, cùng với Đại Vũ Đế Quân lao tới huyết hải. Tại Linh Sơn, Địa Tạng buông bàn tay ra, từng mảnh cho tàn vụn vặt bay lả tả ra, mê mang trong mắt lui sạch, ánh sáng không ngừng lấp lóe. Gã đã hiểu, hiểu tất cả mọi thứ. Đây là kiếp. Đây là kiếp của Tây Phương Giáo, là kiếp thiên đạo hạ xuống. Nhưng đồng dạng cũng là cơ duyên của Tây Phương Giáo. Thánh nhân vào giờ phút này vẫn như cũ đang đánh cờ, vẫn như cũ đang tính kế. Những sinh linh kia chính là tiêu điểm đánh cờ của thánh nhân vào giờ phút này, mà thánh nhân trầm mặc chính là đang chờ đợi những đệ tử bọn họ đứng ra. Thủy thần sẽ từ bỏ những sinh linh kia? Không, tuyệt đối sẽ không. Lòng tên gia hỏa này có tuy bẩn, nhưng bên trong lại có lòng cảm mến đối với nhân tộc. Hồn phách nhân tộc của 60 cái đại thiên thế giới, thủy thần hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Địa Tạng bỗng nhiên đứng dậy, cất bước tiến về phía trước. Đế Thính run rẩy, vội nói,
chủ nhân ngài lại muốn làm gì? Thành thành thật thật ở lại đi. Ngậm miệng. Địa Tạng quát nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám lão đạo kia, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, cất cao giọng nói, các vị sư huynh sư đệ, có biết tu bổ luân hồi tháp như thế nào? Bẩm Địa Tạng sư huynh, chúng ta không biết. Địa Tạng sư đệ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Coi như có thể tu bổ luân hồi tháp, cũng không phải là có thể hoàn thành trong mấy ngày, hết thảy đều đã trễ. Không sai, cho dù là bởi vậy mà lây dính nghiệp chướng, chúng ta cũng có thể dùng hương hỏa công đức. Khuôn mặt Địa Tạng âm trầm xuống trong nháy mắt, lạnh nhạt nói, nếu không có ai biết, ta đến hỏi lão sư là được, không cần các vị nhiều lời. Nói xong, Địa Tạng chắp tay vái chào, quay người liền muốn đi về hướng chỗ sâu linh sơn. Đế Thính lại đứng dậy, trong mắt tràn đầy do dự, không để ý báo động điên cuồng loạn động trong lòng, vẫn là truyền âm hô, chủ nhân. Thánh nhân lão gia không có ở trong nhà. Địa Tạng trả lời, lão sư nhất định có hóa thân canh giữ ở bên cạnh Kim Liên. Ai? Chủ. Đế Thính còn muốn nói nữa, nhưng bên cạnh có hai đạo ánh mắt như dao phóng tới, làm Đế Thính run rẩy một hồi. Đế Thính thần thú vô thức nhìn lại, đã thấy bên trong đám lão đạo tại Linh Trì, có một người lộ vẻ mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Chờ Đế Thính hoàn hồn lại, đã sớm không tìm được thân ảnh Địa Tạng, Địa Tạng đã là tiến vào bí cảnh Linh Sơn. Đế Thính lập tức bày ra khuôn mặt khổ sở, yên lặng nằm xuống, nhàm chán vung vẩy đuôi dài, làm một thụy thú biết quá nhiều. Thật khó. Chương 936. Ở Huyết Hải, Lý Trường Thọ cùng với Đại Vũ Đế Quân vừa mới hiện thân, chờ một hồi nhóm tiên nhân đa bảo liền xông tới. Khổng Tuyên vẫn tuần tra tại các nơi Huyết Hải như cũ, dùng uy áp tự thân khiến cho hung thú Huyết Hải không dám nổi lên, Tu La nhất tộc không dám có dị động. Đại Vũ Đế Quân cùng với chư tiên đạo môn xưng đạo hữu với nhau, hàn huyên đôi câu, Lý Trường Thọ ở bên cạnh trực tiếp cắt vào chủ đề chính, ta nghĩ đến một ít biện pháp. Bây giờ còn có 6 ngày, chuyện chúng ta có thể làm kỳ thật còn có rất nhiều, đầu tiên ta sẽ nói một chút ý nghĩ. Chúng ta có thể làm chủ yếu trên 3 phương diện, thứ nhất là kéo dài tính mạng cho những hồn phách này, mọi người có thể tiếp tục suy nghĩ tại phương hướng này một chút. Thứ hai là đề cao tốc độ chuyển sinh của lục đạo luân hồi bàn, ta đã có chuẩn bị, mời Đại Vũ Đế Quân đến đây chính là vì chuyện này. Thứ ba chính là kịp thời tu bổ luân hồi tháp, chuyện này phải nhờ vào Vân Trung Tử sư huynh. Vân Trung Tử ngồi xếp bằng ở phía trước luân hồi tháp, ngẩng đầu cho ra một nụ cười khó coi. Đa Bảo đạo nhân hỏi, làm như thế nào để tăng lên tốc độ chuyển sinh của lục đạo luân hồi bàn? Chớ quên chức vị thần quyền của ta tại thiên đình. Lý Trường Thọ tay trái xẹt qua, vẽ ra một dòng sông màu lam, ta muốn tạo dựng một dòng sông dài. Tạm thời là từ Huyết Hải đến Phong Đô Thành, sau đó nếu phương pháp này có thể dùng, cũng có thể xây dựng tại các nơi U Minh giới. Trước đây ta đã từng cải tạo một dòng sông bên trong phàm tục, sông này ẩn chứa đông đảo chân linh anh hài vu tộc, sửa đổi phương pháp này một chút liền có thể dùng ở nơi đây. Ta muốn chia dòng sông này thành 3 tầng thượng trung hạ, nếu công đức và nghiệp chướng của hồn phách cân bằng, hoặc là công đức không nhiều. Nghiệp chướng không nhiều, sẽ đặt ở trung tầng, tốc độ chảy tại trung tầng bình thường, trực tiếp tiếp vào thập điện Diêm La. Công đức khá nhiều, sẽ đặt ở thượng tầng, tốc độ chảy tại thượng tầng nhanh nhất, tiến vào lục đạo luân hồi bàn. Tốc độ chảy hạ tầng chậm nhất, trực tiếp tiếp vào 18 tầng địa ngục. Ý nghĩa trọng yếu nhất của việc này chính là để người thiện sớm vào luân hồi. Dùng 18 tầng địa ngục và không gian lục đạo luân hồi bàn bên trong để giảm sóc, như vậy áp lực của sinh tử bộ liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Kể từ đó, ít nhất có thể cứu 3 thành hồn phách nơi đây, lại là ưu tiên thiện nhân. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Hít hà. Đa Bảo đạo nhân hít vào một hơi thật sâu, buồn bực nói, ngươi làm sao lại toát ra nhiều ý nghĩ như vậy? Lý Trường Thọ cười nói, trước đây liền nghe lời đồn tại phàm tục, địa phủ có cái gì Tam Đồ Hà, nhưng địa phủ rõ ràng không có sông, ta cũng là lấy cảm hứng từ đó. Đùa thôi, dù sao cũng không thể nói thẳng ra khái niệm dây chuyền lắp ráp và sàng lọc tự động. Lý Trường Thọ nói, tha thứ cho ta mạo phạm, có thể, hay không để ta trực tiếp hạ lệnh. Triệu Công Minh cười nói, tự nhiên, nói đi. Lải nhải những điều này, không bằng trực tiếp nói cho chúng ta biết phải làm gì. Kim Linh Thánh Mẫu hừ nhẹ một tiếng biểu đạt bất mãn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng nói, nếu có thể cứu nhiều thêm một chút sinh linh, cũng là công đức của chúng ta.
Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trong mắt lấp lóe thần quang, trong đáy lòng mở ra không minh đạo tâm một lần nữa, bảo đảm chính mình sẽ không bị kiếp vận ảnh hưởng. Đại Vũ Đế Quân, sự tình thăm dò đường sông liền nhờ ngươi. Đại Vũ mỉm cười gật đầu, tiện tay nắm chặt Khai Sơn Phủ, biểu thị đây là thế mạnh chuyên môn của chính mình. Đa Bảo Sư Huynh, Ngọc Đỉnh Sư Huynh, còn xin hai vị cùng nhau hiệp trợ Đại Vũ Đế Quân. Lý Trường Thọ nói, con sông này cần nối từ rìa huyết hải đến Phong Đô Thành, nhất định phải bảo đảm đầy đủ khoảng cách để hồn phách có thể phân chia. Được, Kim Linh Sư Tỷ, Thái Ất Sư Huynh, các ngươi và ta cùng nhau tiến đến Phong Đô Thành. Lý Trường Thọ định tiếng nói, có thể giải quyết mấu chốt của việc này hay không, liền ở chỗ, ta có thể dùng thần vị thiên đình, tạo ra nước sông phân chia công đức nghiệp chướng của hồn phách hay không? Triệu Công Minh hỏi, ta làm gì? Lý Trường Thọ cười nói, Công Minh lão ca, ngươi và Vân Tiêu cùng nhau đi đến thiên đình, trực tiếp gặp mặt Ngọc Đế Bệ Hạ, nói ta cần trăm vạn đại quân, đến đây nơi đây bố trí đường sông. Thiện, Vân Tiêu tiên tử lại nói, không cần chúng ta đi mời. Nàng chậm rãi mở bàn tay mỏng manh của mình, trong đó tuôn ra một đoàn mây mù, tất nhiên là thi triển Vân Kính Thuật. Vân Kính Thuật trực tiếp chiếu đến rìa thiên địa và rìa Đông Hải, nơi có lưu quang đầy trời chảy dọc xuống theo trụ trời. Bên trong những lưu quang này, xen lẫn từng vị thiên binh thiên tướng tiên tử thường Nga. Mà ở phía trước nhất, Mộc Công cùng với mấy vị chính thần tam giai đang nhanh chóng cưỡi mây, có thể nhìn thấy thân ảnh Tần Thiên Trụ ở phía sau. Lý Trường Thọ giật mình, sau đó không nhịn được cười ngây ngô. Các vị, khởi công. Cục. Thái Ất chân nhân lại hắng giọng, Trường Canh, ngươi nhất định phải làm như thế. Cứu hồn phách phàm nhân nơi đây chính là giúp Tây Phương giáo hóa giải tai ách sau này. Lý Trường Thọ liếc nhìn Thái Ất chân nhân, cười nói, cứ cho là như thế, về sau liền có thể tự tin mắng người Tây Phương giáo. Thái Ất chân nhân khẽ nhúc nhích khóe miệng. Lý Trường Thọ nhìn về phía chân trời, khẽ hít một hơi nhẹ, nói, những gì Tây Phương giáo nợ, bọn họ chắc chắn phải trả. Nhưng, tiên thần tính toán, không họa phàm nhân. Vào giờ khắc này, trong mắt Vân Tiêu tiên tử tràn đầy ánh sáng, tất cả các vị tiên nhân đều gật đầu cười khẽ. Rất nhanh, màn trời kéo ra, trăm vạn thiên binh đến từ phía đông, từng người cầm binh khí, bắt đầu hào hùng, đào đất, trong Phong Đô Thành. Xiển giáo, tiệt giáo đều có một nhóm đệ tử thánh nhân nghe hỏi chạy đến, hỗ trợ củng cố xung quanh, chặn giết ác quỷ lệ hồn nháo sự các. Nơi, Lý Trường Thọ đứng ở cửa ra vào lục đạo luân hồi bàn, không ngừng thử nghiệm, sửa đổi ý nghĩ. Hắn rất nhanh liền phát hiện ra, muốn để ba loại nước sông hoàn toàn khác biệt tồn tại một cách ổn định và phân tầng, thật ra là không thể thực hiện được. Những hồn phách này vô cùng yếu ớt, nước sông có tốc độ chảy khác biệt liền có thể tùy tiện phá hủy đi những hồn phách này. Cho nên, hắn cần một loại nước sông có thể bảo hộ những hồn phách này, như vậy độ khó liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng so ra mà nói, thiết kế của dòng sông nhiều tầng này rất phức tạp và rắc rối. Lý Trường Thọ gọi ra thần quyền bảo khí thủy thần, sau khi chạm mặt cùng với Tần Thiên Trụ đi thẳng đến hiện trường thi công, không ngừng suy nghĩ, nghiên cứu, cấp tốc đưa ra một đám phương án, lại cấp tốc lật đổ. Tần Thiên Trụ ngược lại là vô cùng cởi mở, sau khi gặp được phiền phức, trực tiếp giống to đối với xung quanh, ai có thể đưa ra biện pháp giải quyết, trở về thiên đình sẽ trực tiếp thăng cấp, hợp mưu hợp sức chân chính. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 937. U Minh Giới đột nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt, từ huyết hải tới địa phủ, âm sai u hồn, vu tộc địa phủ, thậm chí là một số nhỏ bộ lạc Tu La tộc đều dốc hết tâm sức vào công trình đào sông này. Sở Giang Vương còn không nhịn được trêu ghẹo, nói trước đây thủy thần bảo y tụ tập đại quân, quả nhiên là có dự kiến trước. Quá trình đào sông thuận tiện dị thường, ở chỗ lục đạo luân hồi bàn đã bắt đầu có quỷ sai vận chuyển u hồn từ bên trên huyết hải chạy đến đầu thai. Chúng Diêm Quân cùng nhau vén tay áo lên, chúng phán quan bận trước bận sau mồ hôi nhễ nhại, đại quỷ tiểu quỷ chạy gãy chân, ngưu đầu mã diện mệt hư eo. Bất quá chỉ một ngày, các con kênh từ huyết hải dẫn đến đường sông đã đào xong. Bất quá chỉ hai ngày, đường sông đã hoàn thành tám thành. Lý Trường Thọ lại nảy ra nhiều ý tưởng mới, lúc này đã ở đầm lầy mở ra bên cạnh huyết hải, dựa vào thái cực đồ dẫn tới nước thiên hà, khiến nước nơi đây bắt đầu hóa thành nước của sự sống.
nước bảo tồn vạn vật mà không tranh đấu, nước làm ẩm mọi tâm hồn mà không giấu. Những nước này chẳng qua là để chở hồn phách mà thôi. Lý Trường Thọ vắt hết óc, vận dụng thần quyền thủy thần đến cực hạn, để nước nơi đây đạt đến một loại cực hạn tinh khiết nào đó. Như thế mới có thể không thương tổn những hồn phách này. Vào ngày thứ ba, tổng thể Tam Đồ Hà đã hoàn thành, chỉ còn bộ phận dẫn nước sau cùng. Lý Trường Thọ cùng với mười mấy vị cao thủ đạo môn tụ tập ở bên cạnh đầm lầy, đồng thời ra tay, dẫn nước đầm lầy vào đường sông. Ở hai bên đường sông, trăm vạn thiên binh theo lệnh của Mộc Công bắt đầu chậm rãi gia tốc ba tầng dòng nước, huyết hải bắt đầu dẫn hồn phách tiến vào nước sông. Khi một nhóm mấy trăm hồn phách trước hết nhất tụ hợp vào một nhánh sông, chịu ảnh hưởng của ba loại pháp khí dán tại các nơi đường sông, lúc lưu động hướng về phía trước chậm rãi chia thành ba tầng. Các nơi bờ sông truyền ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Lý Trường Thọ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nụ cười của Lý Trường Thọ rất nhanh liền cứng đờ, khẽ nhíu mày, hô to một tiếng, giảm tốc dòng nước ở đường chính. Hắn vừa dứt lời, mấy chục hồn phách tụ hợp từ nhánh sông vào thượng tầng đường chính, ở bên trong đường sông dòng nước tăng nhanh một chút, đột nhiên vỡ nát. Tiếng hoan hô rất nhanh liền trở nên yên lặng, chúng thiên binh vội vàng ngừng thi pháp, Triệu Công Minh thôi động Định Hải Thần Châu, định trụ dòng nước, sau đó làm chậm tốc độ chảy. Dòng nước không thể quá nhanh, mà chuyện này cũng ảnh hưởng đến hiệu suất chỉnh thể. Lý Trường Thọ cười khổ nói, như vậy chỉ có thể cứu hai thành rưỡi, một phần tư đã là vô cùng không tệ. Đa Bảo đạo nhân cười nói, đây chính là một phần đại công đức, Trường Canh đừng có quá nghiêm khắc với chính mình. Tần Thiên Trụ nghiêm mặt nói, Thủy Thần, đại nhân, Tần Thiên Trụ chậm rãi giơ tay phải búng ngón tay cái ra, Ngọc Đế cảm thấy rất tuyệt vời. Ai Lý Trường Thọ mỉm cười và thở dài, đứng bên bờ sông, tiên thức đảo qua, nhìn chăm chú vào chúng sinh linh nơi đây, âm thanh truyền vạn dặm, các bộ mở cổng, tiếp nhận hồn phách. Chính thần Thiên Đình tiến vào trong Phong Đô Thành hiệp trợ địa phủ xử trí sự tình u hồn. Còn xin thiên đạo cho phép, tạm thời nới lỏng sinh tử bộ. Âm một tiếng, trong thiên địa xuất hiện một chút tiếng sấm, lại là thiên đạo đáp lại. Đột nhiên, Thủy Thần, ta có một biện pháp, có thể cứu hồn phách nơi đây. Lý Trường Thọ, chúng tiên, chúng thiên binh thiên tướng quay đầu nhìn lại, đã thấy trên không huyết hải lấp lánh ánh vàng. Một thanh niên đạo sĩ ngồi ở trên lưng chó lớn lông xanh, mặt lộ vẻ mỉm cười, đi xuống phía dưới. Địa Tạng. Lý Trường Thọ khẽ chau mày, ra hiệu cho chư vị cao thủ muốn xông lên đấu pháp phía sau an tâm chớ vội. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, ngươi có biện pháp tu bổ luân hồi tháp? Có. Địa Tạng đáp ứng một tiếng, đảo mắt đã đi đến ngoài ngàn dặm, cúi đầu đảo qua hồn phách phía trên các nơi huyết hải, nhảy xuống từ trên lưng đế thính, vỗ vỗ phần lưng đế thính. Một khối ấn phù xuất hiện trong lòng bàn tay, bị Địa Tạng tiện tay đập nát. Ngày hôm nay thả cho ngươi tự do, tiên khế giữa ta và ngươi đã hết, đi đi thôi. Đế thính run lên, sau đó cúi đầu dập đầu bái đối với Địa Tạng, bốn chân mọc lên mây mù, lơ lửng tại chỗ. Địa Tạng cưỡi mây tiến về phía trước, toàn thân áo trắng nhẹ nhàng phất phới, tóc dài di động theo gió. Đa Bảo đạo nhân cất cao giọng nói, Địa Tạng, vì sao chỉ có ngươi đến? Địa Tạng lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, ta có biện pháp tu bổ luân hồi tháp. Thảm trạng nơi đây như vậy, đều là do Tây Phương giáo các ngươi gây nên. Kim Ninh Thánh Mẫu mắng, bây giờ ngươi, cao cao tại thượng như vậy lại là có ý gì? Thật sự cho rằng bần đạo không dám giết ngươi. Địa Tạng nhìn chăm chú Kim Linh Thánh Mẫu, sau đó thấp giọng nói, ta và bọn hắn không giống nhau. Nhưng sau đó, gã cười khẽ, lại nói, ta và bọn hắn cũng giống nhau. Nói xong, Địa Tạng vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ, cất cao giọng nói, phương Tây Linh Sơn, đệ tử tiếp dẫn thánh nhân Địa Tạng, ngày hôm nay đến đây kết thúc nhân quả thay cho Tây Phương giáo. Xin Thủy Thần nể tình ta và ngươi cũng coi như là bạn cũ, nể tình những hồn phách vô tội nơi đây, cho phép ta thay Thiên Đình chữa trị luân hồi tháp. Lý Trường Thọ nhìn về phía Tần Thiên Trụ, Tần Thiên Trụ lại ra hiệu cho Lý Trường Thọ tự mình quyết định. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Lý Trường Thọ hỏi, lại cần bao lâu? Địa Tạng nói, 10 phần nắm chắc, chỉ trong chốc lát. Ồ! Lý Trường Thọ nhíu mày, cách trăm dặm cùng nhìn nhau với Địa Tạng. Một người mặc áo bào xanh, một người mặc áo dài trắng, lúc bốn mắt nhìn nhau, lại không dương cung bạt kiếm như trước đây. Lý Trường Thọ đột nhiên nói một câu mà người khác nghe không hiểu, lập thệ, luân hồi tháp nhập vào lục đạo luân hồi, không bị bất luận kẻ nào can thiệp,
chỉ nghe theo lệnh của hậu thổ nương nương. Địa Tạng chậm rãi gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, nâng tay trái lên, lớn tiếng la lên: "A, Tây Phương Giáo Địa Tạng, lập lời thề đại đạo." Trong tiếng la ầm ĩ, một đóa mây đen bay tới từ bầu trời, lực lượng thiên đạo nồng đậm bao trùm Địa Tạng, tiếng nói của gã lưu truyền tại các nơi thiên địa. Nửa canh giờ trước, bên trong bí cảnh Linh Sơn, ở bên cạnh đóa thập nhị phẩm kim liên kia, thân ảnh quỳ sát ba ngày vẫn không chịu đứng dậy, lão đạo bên cạnh Hồ Sen ngồi xếp bằng đưa lưng về phía gã đã trầm mặc hai ngày. Lúc này rốt cuộc lại mở miệng nói: "Địa Tạng, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ? Đệ tử nguyện làm việc này, xin lão sư thành toàn, truyền ta bí pháp tu bổ luân hồi tháp. Ngươi vốn muốn kế thừa y bát của ta. Lão sư, việc này phải chăng chỉ có ta có thể làm?" Lão đạo im lặng. Địa Tạng ngẩng đầu lên, cười nói: "Có phải là bởi vì đạo tâm của đệ tử không có một hạt bụi? Đi chuyến này, ngươi sẽ khó trở về Linh Sơn." Chương 938. "Nhưng lão sư, nếu ta không đi, sinh linh đồ thán, Tây Phương Giáo dùng cái gì để đặt chân ở thiên địa, dùng cái gì để đợi đến đại hưng? Là lão sư đã mang đệ tử về nơi đây, đệ tử nguyện đi." Địa Tạng lộ ra nụ cười thản nhiên: "Lão sư, đệ tử đã tu đạo có thành tựu, nên rời đi." "Ngươi thật sự..." "Mà thôi." Lão đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, một hạt sen màu vàng bay ra từ trong tay. Cuối cùng, vẫn là không bù được ý của thiên đạo. Địa Tạng run tay, tiếp nhận hạt sen kia, chậm rãi để vào trong miệng, nuốt xuống. Sau đó, bái thánh ba bái, đứng dậy cáo lui, bóng lưng lại không còn hiu quạnh như trước đây, lưng eo thẳng tắp, lại mang theo vài phần tiêu sái. Trên huyết hải, lực lượng thiên đạo biến mất. Địa Tạng chậm rãi, đứng dậy, hỏi Lý Trường Thọ: "Như thế được chưa?" Lý Trường Thọ gật gật đầu, dùng tay làm dấu mời, truyền âm ra hiệu Vân Trung Tử rời khỏi phụ cận luân hồi tháp. Địa Tạng đưa tay một cái, luân hồi tháp chậm rãi bành trướng, tung bay ở phía trên huyết hải, khôi phục thành kích cỡ cao ngàn trượng to lớn kia. Địa Tạng hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời u minh, trong mắt xẹt qua một chút ý nghĩ, lại lộ ra mấy phần mỉm cười không màng danh lợi. Gã liền muốn thả người nhảy xuống. "Địa Tạng..." Địa Tạng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ đứng ở phía trước các tiên nhân, Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu, vái chào thật sâu. Cuối cùng cũng được thủy thần thi lễ. Địa Tạng cười nói: "Thật cay đắng, nếu để bọn họ nhìn thấy, đúng là hết đường chối cãi." Nói xong, Địa Tạng đáp lễ lại đối với Lý Trường Thọ, quay người nhảy xuống đám mây, thân hình bị ánh vàng nuốt hết. Gã hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng, chiếu sáng bầu trời u minh giới âm u, chìm vào. Đỉnh tháp luân hồi tháp cao ngất kia, đốt đạo thân này, ngưng nguyên thần này, hòa tan kim liên tử, hóa luân hồi châu. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Muốn chứng ngộ được thân này thì phải thoát khỏi tất cả chúng sinh đau khổ bấy lâu nay. Lập lời thề nguyện, nguyện làm hết sức mình trong kiếp tương lai, ứng chúng sinh có tội khổ, thiết lập nhiều thuận tiện, để chúng sinh giải thoát. Lão sư, đệ tử Địa Tạng, không phụ phương Tây. Năm ngày sau, thiên binh trùng trùng điệp điệp trở về thiên đình, bọn họ lại đào đất 5 ngày, lúc này đã hoàn thành quá trình cải tạo Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà lúc này bắt nguồn từ đầm lầy bên cạnh huyết hải, tiếp nhận nước thiên hà, sau đó chảy qua hai nơi quỷ môn quan đông, nam, lao tới Phong Đô Thành. Bên trong Diêm La Thập Điện có 3 tòa cung điện được chuyển đến bên cạnh Tam Đồ Hà, trong đó Luân Hồi Điện đứng ở trên Tam Đồ Hà, bên cạnh chính là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Như thế, liền có thể để cho những hồn phách bay tới từ nước sông thượng tầng Tam Đồ Hà, trực tiếp tiến vào quá trình luân hồi. Trừ cái đó ra, hạ tầng Tam Đồ Hà chảy qua địa phủ, trung tầng chảy qua bên ngoài luân hồi đảo. Theo Tam Đồ Hà tiếp tục chảy về phía trước, liền ra khỏi Phong Đô Thành, đến một mảnh đất màu mỡ. Một tòa tháp cao đứng ở nơi đây, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, xem như nơi chuyển sinh sau cùng của sinh linh. Trên tầng tháp cao nhất, một thanh niên đạo sĩ mặc áo trắng lẳng lặng đứng, thân hình ở giữa ngưng thực và phai mờ, ngắm nhìn rìa u minh giới. Cũng rất tốt, ít nhất là rất thanh tịnh. Đạo sĩ này lại nghĩ tới điều gì, nghĩ đến hình ảnh một nhóm hồn phách trên huyết hải cuối cùng bị luân hồi tháp đưa tiễn. Lúc thiên đạo hạ xuống từng đạo công đức, thủy thần lại chỉ nhận được một đạo tiểu tử tiêu thần lôi rơi xuống đỉnh đầu, không khỏi cười khẽ một hồi. Vị thủy thần này làm sao vậy? Thiên đạo vì sao không cho hắn công đức? Chẳng lẽ lại thiếu một khoản thứ hai? Tên gia hỏa này nói là sau đó sẽ tới tìm ta uống trà,
nhưng bây giờ nói không chừng là đang bồi đạo lữ của mình đi. Ai? Nên làm một chút gì đó. Ồ, Tịch Mịch. Một giọng nói quen thuộc mang theo ngữ khí có chút rẻ rúng đột nhiên vang lên từ đáy lòng, đạo sĩ trẻ tuổi nhíu mày quay người lại. Một con chó lông xanh ngồi chồm hổm ở bên cạnh, híp mắt cười, muốn bản thần thú dùng tai nghe tam giới, giúp ngươi giải buồn hay không? Thanh niên đạo sĩ không nhịn được cười khẽ. Đầu tiên phải nói trước, bản thần thú cũng không phải trở về làm tọa kỵ của ngươi, chúng ta hiện tại không có tiên khế, nếu ta nhìn thấy người nào trong sạch, thế nhưng sẽ trực tiếp rời đi. Nếu như ngươi gọi ta một hai câu đại gia, ta đây sẽ cố ở lại với ngươi một hồi. Cút! Địa Tạng mắng, đi tiệt giáo tìm thánh mẫu của ngươi đi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi đang gấp đúng hay không? Ngươi bây giờ cũng là làm việc cho thiên đạo lão gia, ít nhiều cũng có một chút thân phận, phải có hàm dưỡng, khí độ. Ai, đừng có mài đao, có tin hay không ta thật sự đi làm thú cưỡi cho thủy thần đại nhân. Ấy, ta sai rồi, chủ nhân ngươi đừng chết, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện hay, chủ nhân. Có ý gì? Ngươi thành thật luôn bị bắt nạt. Lần trước khất nợ công đức, còn may là ở một góc không người, cũng liền bị bình hoa Nga nào đó đi ngang qua đụng phải, địa chủ nói trong nhà cũng không có lương thực dư, vậy thì cũng thôi đi. Lần này, quả thực quá phận, tại địa phủ U Minh, ở ngay trước mặt nhiều tiên nhân quỷ sai như vậy, đồng thời vung ra rất nhiều công đức. Nhưng chỉ có một tia chớp đập ở bên trên đầu thủy thần thiên đình hắn, chuyện này giải thích thế nào? Đây là hình ảnh gì? Địa chủ lộ ra vẻ mặt đau khổ, nói với đầy tớ trước mặt trong nhà xác thực cũng không có lương thực dư, sau đó một đám nha đầu béo gặm chân giò bên cạnh liền chạy ra xa. Đây không phải là khi dễ thọ một cách rõ ràng sao? Hai khoản đại công đức. Công đức kim thân của chính mình cũng đều có thể dày và dài ra. Lúc người khác được phát công đức, Lý Trường Thọ bị đánh, Lý Trường Thọ ôm chán, trong lòng không nhịn được tức giận, hét lớn một tiếng, này. Ầm ầm, mây xám bên trong bầu trời U Minh giới thấp bé kia lăn lộn, phảng phất như liền muốn ngưng tụ thành một khuôn mặt. Ý nghĩ trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng quay ngược trở lại, cân nhắc lợi hại, phân tích tình hình lúc này. Lời nói trong miệng lặng yên chuyển biến, tiếp tục hét lớn, chẳng lẽ là thiên đạo lão gia đang thúc giục tiểu thần. Lúc đó, khung cảnh không chỉ đơn thuần là một chữ tĩnh. Không biết là Kim Linh Thánh Mẫu hay là tiên tử nào đi ngang qua Phong Đô Thành cười khẽ, không ít tiên thần cùng nhau cười to. Trong lúc nhất thời có một chút sung sướng, cũng coi như vẽ lên một nét vui vẻ cho lần nguy cơ địa phủ thoạt nhìn coi như đã giải quyết viên mãn này. Lý Trường Thọ lại là thật sự không cười nổi. Lực lượng thiên đạo lưu chuyển trong đáy lòng, ngưng tụ thành bốn chữ lớn, lần sau cùng trả. Lý Trường Thọ chỉ có thể lại vái chào, trong đáy lòng suy tư, muốn hay không dựa thế khóc lóc om sòm pha trò, bức thiên đạo lão gia lập thư thiếu nợ hay gì đó. Trong lòng thật sự là không chắc. Các bạn đang nghe chuyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 939. Bên người, Tần Thiên Trụ truyền âm nói, đây là vì sao? Lão gia vì sao muốn trừ công đức của ngươi? Hết lần này tới lần khác, các nơi lúc này vẫn còn có ánh vàng lấp lóe, lực lượng thiên đạo cũng không lùi bước, công đức còn chưa phát xong. Lý Trường Thọ chỉ có thể mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Tần Thiên Trụ, truyền âm nói, Tần tướng quân, đây làm sao có thể là khấu trừ công đức? Đây là thiên đạo lão gia cho ta thúc giục, nói cho ta công đức kim thân không phải dễ dàng ngưng tụ thành như vậy. Cho dù là muốn tìm một chút cảm giác an toàn ít ỏi, cũng phải trải qua tầng tầng thử thách của thiên đạo. Tần Thiên Trụ nháy mắt mấy cái, giơ tay bày ra tạo hình ho khan, quay đầu cười phốc một tiếng. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ thở dài, sửa sang lại kiểu tóc của chính mình, bên cạnh đã có tiên thần, tiên nhân quen biết vây quanh, lo lắng hỏi Lý Trường Thọ. Trước kia ai cũng biết sự tình thiên đạo nợ công đức của Lý Trường Hầu, nhưng hôm nay cũng coi như là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là kiến thức mà tại thời thượng cổ cũng chưa từng thấy qua. Mộc Công có một chút bất bình thay cho Lý Trường Thọ, định tiếng nói, việc này giải quyết cũng không quá thích đáng, lúc này thủy thần có công đầu, vì sao thiên đạo không thưởng công đức, lại tiến hành trừng phạt. Đa Bảo đạo nhân cười nói, chuyện này ngược lại là thể hiện sự khác biệt giữa Trường Canh và chúng ta, được lão gia thiên vị. Nếu không phải như thế, thiên đạo lão gia làm sao chỉ thương yêu một mình Trường Canh như vậy, ha 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 ha.
Trong lời nói, Đa Bảo đạo nhân tùy tiện đưa công đức chính mình vừa nhận được vào kiện linh bảo cầm trên tay, tăng một chút linh tính linh bảo. Đại sư huynh nói có đạo lý. Triệu Công Minh vuốt râu cười to, chỉ có trường canh, chỉ có trường canh mà thôi. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, nói đùa mà thôi, thiên đạo chí công vô tư. Tiếng reo hò và tiếng cười xung quanh lập tức ngưng kết, liền nghe vù vù vài tiếng, mấy chục đạo thân ảnh tránh sang trái phải, để lại Thái Ất chân nhân đứng tại chỗ. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nhìn bầu trời, phát hiện ra một đóa mây xám đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu chính mình, khóe miệng hơi run rẩy. Lý Trường Thọ trầm mặc, mong ai đó gặp tai nạn. Ngày ấy, Lý Trường Thọ lần đầu tiên quan sát người khác bị thiên phạt bổ ở khoảng cách gần, hơn nữa còn là cái loại thiên phạt thêm đau thêm tổn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng kia. Cũng coi như tìm được người cùng bị nạn thứ hai bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh mà không chết. Lại nói, chính sự, Địa Tạng Ngưng Nguyên Thần thành Luân Hồi Bảo Châu, Luân Hồi Tháp nhập vào hệ thống lục đạo Luân Hồi, làm lựa chọn dự bị, hồn phách tích lũy nơi đây, 9,5 được an trí Luân Hồi. Lần tùy cơ ứng biến này, nghiệp chướng, công đức tự thân của những hồn phách này tạm thời bảo lưu, sau khi trải qua Luân Hồi Tháp đưa về Hương Hỏa Thần Quốc các nơi, đợi lần sau Luân Hồi cùng nhau thanh toán. Kỳ thật trong này còn có một vấn đề mấu chốt nhất, cần thiên đạo điều hòa, phàm nhân thụ thai. 2-3 năm kế tiếp, 3.000 thế giới sẽ nghênh đón một đợt chiều sinh dục, dự tính sẽ có rất nhiều cây vạn tuế ra hoa. Thắng cảnh cây già gặp xuân, song bào thai, sự tình tam bào thai chỉ sợ cũng không ít, cần trong vòng 2-30 năm mới có thể khôi phục. Không có cách nào, hồn phách mà Tây Phương giáo tích lũy, thật sự là quá nhiều. Chúng tiên thần thiên đình lại nấn ná gần một ngày tại địa phủ, tăng tiến cảm tình cùng với chúng diêm quân phán quan âm ti, liền lục tục trở về thiên đình, tiếp tục chủ trì trật tự thiên địa. Bốn mùa giao thế, phong tuyết mưa móc, lúc này chính là công việc chính của thiên đình. Sau khi về thiên đình tự nhiên sẽ có Ngọc Đế phong thưởng, nhóm thiên binh thiên tướng, tiên thần tiên tử thiên đình lần này, xác thực đã phát huy ra tác dụng quan trọng, cũng phát triển nghề phụ đào đất. Lý Trường Thọ âm thầm cáo tội đối với Tần Thiên Trụ, xin phép nghỉ trưa về thiên đình khánh công, mà là mở tiệc chiêu đãi 9 vị cao thủ mời đến trợ trận lần này. Lý Trường Thọ mời mấy người Đa Bảo đi đến hậu đường đại miếu Hải Thần tại An Thủy Thành, chính mình tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bữa tiệc rượu phong phú. Đây chính là Ngọc Đế ban thưởng giao trì nhưỡng, tiên tử đưa tới Ngọc Bàn Đào. Chân tu mỹ vị không đủ quý, cười nói gảy nhẹ thơm lượn lờ. Chủ vị tất nhiên là mời Đa Bảo đạo nhân ngồi, sau đó lấy Hoàng Long chân nhân thứ hai, phía sau là Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu Tiên Tử, Lý Trường Thọ, Khổng Tuyên, lại có mấy vị đại lão đạo môn khác. Một phen hoàn đàm, chúng tiên nói đến sự tình Địa Tạng lập thể hóa Luân Hồi Tháp, cũng là thổn thức không thôi. Triệu Công Minh khen, vị Địa Tạng này cũng là một nhân vật, xem như là gần nước bùn lại không nhiễm, khó được khó được. Khổng Tuyên lại nói, gã bất quá là vì cứu Tây Phương giáo mà thôi. Điểm ấy, đạo hữu lại nói sai. Lý Trường Thọ cười nói, vị Địa Tạng này, ta cùng với gã gặp mặt không nhiều, nhưng hiểu rõ lại là rất sâu. Gã từng tính kế sự tình Hải Nhãn Long tộc, đã từng đùa bỡn yêu tộc ở trong lòng bàn tay, sinh linh tử thương rất nhiều. Nhưng chuyện này đều nằm ở bên trong ranh giới cuối cùng của gã, đại giáo chi tranh, khí vận chi tranh, có tử thương như vậy, gã có thể tiếp nhận, lại cảm thấy rất bình thường, đây là tâm tính của gã. Chuyện hôm nay lại là vượt xa điểm mấu chốt của Địa Tạng. Gã hy sinh bản thân thành toàn cho Luân Hồi Tháp, tất nhiên là bởi vì Tây Phương giáo, nhưng khiến gã hạ quyết định này lại nghĩa vô phản cố đi làm, vẫn là một phần thương xót trong đáy lòng kia. Gã kỳ thật có thể mặc kệ việc này, biểu hiện ngày đó của gã đã là tốt nhất bên trong các đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, ta không tin hai vị thánh nhân Tây Phương giáo không có những hậu thủ khác. Lúc ấy Địa Tạng biện với ta, kỳ thật cũng không bại, cũng là bởi vì ta chơi lừa gạt, khiến một vị sư huynh của gã tự mình nhận. Thật sự là lừa dối. Kim Linh Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái. Lý Trường Thọ cười nói, giống như Địa Tạng nói, ta căn bản không kịp làm những sự tình kia vì không bị đối phương phát hiện. Ta chỉ là dùng lưu ảnh cầu ghi chép một ít hình ảnh tương đối thảm, dùng để làm khó dễ vào lúc cần thiết. Hắn nói tới đây liền dừng, nói thêm nữa liền sẽ dễ dàng bại lộ sự tình chính mình có nội ứng tại Tây Phương giáo. Lần đấu pháp này, Hồng Mông hung thú cũng không hiện thân, hiển nhiên là Tây Phương giáo cũng biết không thể để cho bọn họ bắt được càng nhiều nhược điểm. Bên trong đôi mắt đẹp của Vân Tiêu Tiên Tử mang theo ánh sáng, ngạc nhiên nói,
ngươi lúc đó hẳn là đã xác định. Chính mình lừa dối như vậy, chắc chắn sẽ làm cho đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo ngoại trừ Địa Tạng mắc câu. Lý Trường Thọ cười nói, không sai. Ngọc Bình chân nhân thở dài, ở dưới tình hình như vậy, ở trước mặt thánh nhân, những điều này vẫn nằm trong cân nhắc của ngươi. Chương 940. Cũng không phải là nằm trong cân nhắc, mà là đã sớm cố ý tính toán. Lý Trường Thọ thả ra đũa trong tay, bưng chén rượu nhấp một hớp quả nhưỡng thơm ngọt, chậm rãi nói, vị Địa Tạng này, thiện tính kế, hiểu đại thế, làm việc có điểm mấu chốt của chính mình. Lại có đế thính thần thú tương trợ, nếu không phải Bạch Trạch tiên sinh chủ động tới chấn trụ đầu đế thính kia, ta thật sự là phải sầu trắng cả tóc. Tây Phương giáo khác biệt với đạo môn chúng ta, còn nhớ đến lần tam giáo chúng ta liên thủ, uy áp Linh Sơn kia. Chúng tiên cùng nhau gật đầu, chăm chú lắng nghe. Lý Trường Thọ cười nói, lúc uy áp Linh Sơn, ta thấy đám đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo kia, từng người tụ tập, trong đó ẩn ẩn chia thành mấy tiểu đoàn đội khác biệt. Bởi vì tính kế thành công sự tình Long tộc, quét bay khói mù Tây Phương giáo trước đây, danh tiếng của Địa Tạng ở bên trong Tây Phương giáo lúc ấy đang thịnh. Lại là đệ tử yêu quý của Tiếp Dẫn, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cũng đều có thể được ban thưởng hộ thân. Lúc ấy ta liền ý thức được, nếu muốn giết đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo chủ yếu như vậy, tất sẽ kinh động đến thánh nhân. Giết là không giết được, cho nên ta bắt đầu ngầm thi triển thủ đoạn, bại lộ tên của Địa Tạng tại tam giới, nâng gã lên cao. Gã tính kế yêu tộc khai chiến đối với Tiên Tông nhân giáo, ta liền thuận thế tuyên dương đối với bên ngoài. Ta cùng với gã âm thầm hợp tác, làm bạn tri kỷ đã lâu, lần này vô cùng ăn ý đào hố nhiều đại yêu mang nghiệp chướng như vậy. Người, như Địa Tạng, giống như ngọc lẫn trong bầy cá, tự nhiên sẽ bị kẻ khác ghen ghét. Quả nhiên, sau lần kia, gã liền đã mất đi quyền nói chuyện tại phương Tây, có một đệ tử thánh nhân gọi là Hư Bồ Đề đã điền vào vị trí của gã. Hoàng Long chân nhân xoa xoa mi tâm, nói, làm quyền thần thiên đình, còn phải cân nhắc nhiều như vậy sao? Sư đệ ngươi đừng ngắt lời. Đa Bảo đạo nhân oán giận nói, đang nghe hào hứng. Trường canh ngươi còn tính toán cái gì? Lý Trường Thọ tiếp tục nói, những thủ đoạn khác đều cùng loại, ý nghĩ chính là như vậy, phân hóa Địa Tạng cùng với những đại đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo khác. Lần trước Địa Tạng đi theo chúng ta chống cự vực ngoại thiên ma, cũng làm nổi bật sự coi trọng của đại thánh nhân Tây Phương giáo đối với Địa Tạng. Ta cố ý làm cho gã ở lại thêm một khoảng thời gian, trở về trước một bước tạo thế, để thiên đình điểm danh biểu dương Địa Tạng, cho Địa Tạng thanh danh có thể cho. Các đệ tử thánh nhân khác sẽ nghĩ như thế nào? Các đệ tử nguyên bản không liên quan cùng với Địa Tạng cũng sẽ đứng ở mặt đối lập với gã. Sau mấy lần như vậy, Địa Tạng sẽ có cảm giác bị xa lánh, ở bên trong Tây Phương giáo cũng liền không có nhân duyên. Cho nên, gã đứng ra phía trước luân hồi tháp, chậm rãi nói chuyện với ta, các đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo khác chắc chắn sẽ có người không kìm nén được. Nhìn vào những tính toán của Tây Phương giáo, cùng với cảnh tượng ta thấy tại Hương Hỏa Thần Quốc, ở bên trong đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo, xác thực có người chỉ vì cái trước mắt. Đây chính là cửa đột phá. Chỉ là ta cũng đã tính toán sai lầm, lão đạo đứng ra kia lại có thể ngốc đến trình độ như vậy, lại hủy luân hồi tháp. Mà lúc Địa Tạng đến xả thân, ta vốn nên ngăn cản, lại bởi vì không đành lòng để sinh linh đồ thán cũng không ra tay. Làm cho ta bất đắc dĩ nhất chính là, những chuyện này ở trong mắt Đại Thánh Nhân Tây Phương giáo, tâm tính của ta và Địa Tạng đều bị tính kế. Lúc ấy khống chế lão đạo mất trí kia, có khả năng cũng không phải là thiên đạo, luân hồi bảo châu vỡ nát thật quá quỷ dị. Nếu như chúng ta giải cứu hồn phách là vi phạm ý của thiên đạo, tại sao thiên đạo lại hạ xuống nhiều công đức như vậy? Nói xong, Lý Trường Thọ có một chút tự giễu cười một tiếng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Những người phương Tây này, có người là thật sự thông minh lại chỉ lo cho bản thân, có người lại là thật sự ngu, bất quá là bị người khác lợi dụng mà thôi. Địa Tạng có ngày hôm nay, đã là thiên mệnh sở quy, cũng là tính tình của gã gây nên. Bất quá gã có thể chú ý đến thương sinh, lại có thể quả quyết hy sinh bản thân như thế, ta đối với hắn là thật sự khâm phục. Thái Ất chân nhân thầm nói đi, uống xong chén rượu này ngươi đã tính kế được bao nhiêu tầng rồi. Lý Trường Thọ cười nói, một tầng, nghĩ phải làm thế nào để sư huynh ngươi quá chén, đưa tới phía trước sơn môn, Linh Sơn. Thái Ất chân nhân lập tức khẽ run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Bần đạo bất bình vì ngươi, cũng đều bị thiên đạo lão ra bổ. Việc này cũng không có nửa điểm quan hệ với ta. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay lập thệ,
Thái Ất chân nhân nghiến răng nghiến lợi một hồi. Nếu không phải Vân Tiêu tiên tử ở ngay bên cạnh, đã sớm nhào tới đánh thành một đoàn. Thái Ất chân nhân, không được, phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Bên cạnh, Khổng Tuyên lại nói, lần này, chung quy là phương Tây thua, tổn thất đệ tử như vậy, chỉ còn một chút phường giá áo túi cơm. Đạo hữu cũng không nên có ý nghĩ như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, bên trong Tây Phương giáo có không ít cao nhân, mấy vị sư huynh đệ của Địa Tạng hết sức lợi hại. Lần này Địa Tạng vào địa phủ, tất nhiên cũng có tính kế của bọn họ. Cần phải biết, tọa kỵ đế thính thần thú của Địa Tạng, kỳ thật còn muốn thông minh hơn so với chủ nhân của mình. Nó có thể nghe tiếng lòng của sinh linh tam giới, tất nhiên đã sớm thông hiểu các loại thuật tính kế. Vì sao đế thính phần lớn là đang giả ngây giả dại? Kỳ thật chính là bị áp lực bức bách, nó cũng muốn làm cho Địa Tạng rời khỏi Tây Phương giáo. Địa Tạng vào địa phủ, mặc dù tổn hại đạo thể tự thân, lại đổi nguyên thần lấy trường tồn cùng với thiên đạo. Địa Tạng tối thiểu sẽ không bị sư huynh đệ của gã giày vò đến kết cục như lão đạo mất trí kia. Trong này nhìn rõ ràng nhất, kỳ thật chính là đế thính. Quả nhiên vẫn là phải nghĩ biện pháp, đi đến luân hồi tháp dạo một vòng. Đa Bảo đạo nhân cau mày nói, bần đạo chỉ biết Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, trong đó trên dưới một lòng, không thể khinh thường, không ngờ được nội bộ bọn họ lại tranh đấu lợi hại như vậy. Vân Tiêu tiên tử nói, áp lực mà đạo môn tạo ra cho Tây Phương giáo là quá lớn, bản thân Tây Phương giáo tự nhiên khó có thể bình an. Hai vị thánh nhân. Lý Trường Thọ muốn nói lại thôi, cười đổi chủ đề, lần này Tây Phương giáo thắng nhỏ, chúng ta thắng nhỏ, thánh nhân tính kế thật sự vô cùng lợi hại, không phải là chúng ta có thể với tới. Luân hồi tháp tuy bị ta cưỡng ép quy về sự quản lý của hậu thổ nương nương, nhưng thiên đạo vẫn như cũ sẽ cho Tây Phương giáo phần khí vận này. Thiên đạo khí vận chính là dẫn đạo sinh linh, củng cố phương hướng phát triển hướng về thiên địa. Tây Phương giáo nhiều thêm một phần khí vận, thiên đạo nhiều thêm một nơi luân hồi dự bị, lại càng thêm củng cố. Lúc thương nghị kiếp nạn phong thần trong Tử Tiêu Cung, Tây Phương giáo cũng có nhiều thêm một chút quyền nói chuyện. Đây mới là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ hiện tại. Các bạn vừa nghe xong tập 94 của bộ truyện Sư Huynh Thực Quá Cẩn Trọng của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.